Viện kiểm sát công bố video Hoàng Văn Hưng nhận cặp da cài mã số đường 450.000 đô la Mỹ ở đối diện trụ sở Cục An ninh điều tra và đánh giá bị cáo tráo trở, vu khống. Sáng ngày 21 tháng 7, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội bắt đầu tranh tụng với nội dung bào chữa của 54 bị cáo trong vụ án chuyên bài giải cứu. Sau trình bày về vấn đề chung, Viện kiểm sát đưa ra quan điểm với bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Hưng luôn nói bị cơ quan công tố áp đặt, dùng chứng cứ một chiều từ một người để kết tội. Bị cáo nhiều lần đề nghị Viện kiểm sát phải chứng minh hành vi phạm tội bằng các chứng cứ. Viện kiểm sát cho rằng, do phần xét hỏi chỉ được hỏi chứ không có phần giải thích, nên kiểm sát viên sẽ làm rõ trong phần tranh tụng hôm nay. Theo đó, hai lần nhận 350.000 đô la Mỹ và 450.000 đô la Mỹ của bị cáo Hưng đều chỉ có Hưng và ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an Hà Nội biết, nhưng Viện kiểm sát có đủ tài liệu chứng minh. Theo Viện kiểm sát, ban đầu tại cơ quan điều tra, Hưng không thừa nhận có cầm chiếc cặp da cài mã số đựng 450.000 đô la Mỹ ông Tuấn nhờ lái xe đưa. Sau vài buổi làm việc, cán bộ điều tra đưa ra dữ liệu camera an ninh ghi lại toàn bộ hành vi này thì Hưng mới thừa nhận và cho rằng trong cặp là 4 chai rượu vang. Sau những lập luận này, Viện kiểm sát trình chiếu video ghi hình Hưng mặc vest đen, đeo cà vạt vàng đi ra từ trụ sở Cục An ninh điều tra trên phố Trần Bình Trọng sang bên đối diện đường, trước cổng cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Tại đây, Hưng gặp lái xe của ông Tuấn để nhận cặp màu đen. Kiểm sát viên phân tích hình ảnh, nhận xong, Hưng đứng bên cạnh ô tô gọi điện thoại, trùng khớp với lời khai của ông Tuấn. Sau đó Hưng xách chiếc cặp, đi bộ ra ô tô của mình đã đổ trước ở đó, lên xe trong hơn 7 phút mới lái rời đi. Hưng khi quay trở lại cơ quan, tay không xách cặp. Khi trình chiếu video, kiểm sát viên hai lần dừng hình ở chiếc cặp, nói đây là chiếc cặp mà ông Tuấn khai là đựng tiền, còn Hưng lại bảo là 4 chai rượu vang. Do số tiền lớn nên bị cáo Hưng phải trực tiếp ra nhận và cất lên xe. Cặp da sau đó Hưng vứt đi nên không thể thu hồi. Dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại của các bị cáo cho thấy, trước ngày nhận tiền, Hưng và ông Tuấn có 8 cuộc liên lạc. Sáng hôm nhận tiền, hai người có 7 cuộc, phù hợp lời khai của Tuấn và xác nhận của chính Hưng về việc đã nhận được cặp da. Nếu Tuấn chỉ tặng 4 chai rượu vang thì không cần thiết phải gọi cho nhau 15 lần liên tục từ hôm trước đến hôm sau. Viện kiểm sát nêu quan điểm, ông Hưng bị cáo buộc cùng ông Tuấn nhận chạy án cho bị cáo Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Bầu Trời Xanh. Tuy nhiên, cựu điều tra đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ của bà Hằng. Theo Viện kiểm sát, việc khởi tố, truy tố Hưng đã được cơ quan an ninh điều tra và Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo khách quan, đúng quy định. Bởi việc bắt một người không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của bị can mà còn liên quan đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc đưa nhận tiền chỉ có bị cáo Hưng và Tuấn biết. Tuy nhiên, ông Tuấn khai báo thành khẩn, còn Hưng liên tục chối nên cơ quan an ninh phải áp dụng nhiều biện pháp điều tra để đưa ra nhận định về ý thức chủ quan của bị cáo Hưng. Tại tòa những ngày qua, Hưng cho rằng trước khi khởi tố không được lấy lời khai. Sau khi khởi tố, bị cáo đã yêu cầu đối chất nhưng không được chấp nhận và suốt quá trình điều tra cũng chỉ có một buổi lấy lời khai. Cựu điều tra viên nói cơ quan điều tra nhập vụ án chuyến bay giải cứu và chạy án là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Bác các lời khai này, Viện kiểm sát nói Hưng là điều tra viên cao cấp nhưng đang hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai việc nhập vụ án là có căn cứ. Trước khi khởi tố, cơ quan an ninh đã có nhiều buổi làm việc với Hưng nhưng bị cáo không thừa nhận hành vi. Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra cùng Viện kiểm sát có liên tiếp 8 buổi hỏi cung Hưng và một số buổi đối chất khác. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, kiểm sát viên đã phúc cung. Những việc này đã được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Theo Viện kiểm sát, khi tranh luận, bị cáo Hưng nói việc truy tố mình là cẩu thả, hời hợt, liều lĩnh với rất nhiều vấn đề bất cập. Tuy nhiên, Viện kiểm sát thấy Hưng đã dựng chuyện vu khống cho cơ quan điều tra. Việc Hưng chối cãi cáo buộc nhận tiền từ ông Tuấn là tráo trở, gian dối, không trung thực, dựng chuyện trắng trợn. Không chỉ Viện kiểm sát mà Hưng cũng bị cáo Tuấn, Hằng nói như vậy. Viện kiểm sát cho hay, khi là điều tra viên chính của vụ án, Hưng đã nhiều lần gặp trực tiếp để hướng dẫn Hằng cách khai báo và khai báo cho Sơn. Việc này nhằm đối phó với cơ quan điều tra, chính nơi Hưng đang công tác. Sau khi bị điều chuyển công tác, Hưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để lừa tiền.
Kiểm sát viên đưa ra hàng loạt dẫn chứng để chứng minh quan điểm bị cáo Hưng gian dối, tinh vi, luôn tìm cách che đậy hành vi phạm tội. Đó là Hưng luôn yêu cầu các cuộc gặp phải diễn ra ở nhà ông Tuấn. Sau 20 giờ, cấm hàng liên lạc trực tiếp, tất cả phải thông qua ông Tuấn. Khi gọi điện cho Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Hưng đều gọi bằng SIM rác hoặc ứng dụng Viber. Trong năm 2022, Hưng và ông Tuấn phát sinh 435 cuộc gọi, trong đó có 165 cuộc gọi phát sinh thời lượng. Theo Viện Kiểm sát, có những điều nếu Hưng không nói thì các bị cáo Tuấn, Hằng, Sơn sẽ không biết mà khai báo, đặc biệt là khai báo giống nhau. Ví dụ, các cán bộ A01 có quan điểm như thế nào, điều tra viên nào hỏi cung, quan điểm của kiểm sát viên, điều tra viên như nào. Đây là bí mật công tác. Hưng không nói thì chẳng ai biết. Một lần nữa Viện Kiểm sát khẳng định, tại tòa Hưng khai tiếp xúc bà Hằng, Sơn để vận động nghi can ra đầu thú, nhưng theo Viện Kiểm sát, thực tế Hưng hướng dẫn vì mục đích cá nhân mình. Viện Kiểm sát, bị cáo Hưng đã được áp dụng tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội. Trước việc Hưng cho rằng lời khai của mình từ đầu đến cuối đều thống nhất nhưng lại không được tình tiết thành khẩn, Viện Kiểm sát đánh giá. Hưng khai báo nhỏ giọt, chỉ thừa nhận những gì cơ quan điều tra đưa ra không thể chối cãi được và tráo trở dựng chuyện để che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo Tuấn khai đã đưa 2,25 triệu đô la Mỹ nhưng cơ quan điều tra kết luận chỉ đủ căn cứ buộc tội Hưng với số tiền 800.000 đô la Mỹ. Việc này, theo Viện Kiểm sát, các cơ quan tố tụng đã rất thận trọng khách quan, áp dụng tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội cho Hưng. Hưng là điều tra viên cao cấp, trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo các điều tra viên điều tra vụ án này. Trong khi các đồng đội ngày đêm xác minh, quyết liệt đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội, bị cáo là người chỉ huy đứng đầu nhưng lại tiếp xúc, hướng dẫn những người vi phạm để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Hành vi này không chỉ phản bội đồng chí, đồng đội, truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân, còn gây mất uy tín lực lượng điều tra và cơ quan tư pháp nói chung, Viện Kiểm sát nêu quan điểm. Theo Viện Kiểm sát, Hưng biết rõ nếu người vi phạm ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng nhưng vẫn lợi dụng lòng tin của Hằng, vẫn hướng dẫn bà này khai báo gian dối và liên tục đưa ra các thông tin sai sự thật để yêu cầu đưa tiền rồi chiếm đoạt. Còn ông Tuấn và Hằng không phải đạo diễn, biên kịch để dàn dựng màn kịch hoàn hảo nhằm vu oan cho Hưng, trong khi giữa họ không có quan hệ làm ăn hay mâu thuẫn. Viện Kiểm sát đánh giá và giữ nguyên quan điểm luận tội, mức án đề nghị 19 đến 20 năm tù với Hưng.